Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tết Mắt. Mình là Như Quỳnh và đây là bản tin Tết Daily ngày 3 tháng 1 năm 2018. Tin đầu tiên là một tin rất bất ngờ, đó là iPhone là thiết bị công nghệ bán chạy nhất trong năm qua. Mà bất ngờ không ta? Đối với mình thì nó không hề bất ngờ, nhưng mà mình nghĩ là đối với một số người thì nó khá là bất ngờ đó. Bởi vì trong quý cuối cùng của năm 2017 thì Apple đã vướng nhiều bê bối quá mà. Theo công ty nghiên cứu thị trường GBH Insight thì iPhone là sản phẩm công nghệ được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn thế giới trong năm qua, với hơn 223 triệu thiết bị được bán ra, vượt xa cái con số là 33 triệu chiếc Galaxy S8 và Note 8 của Samsung. Vào năm 2016 thì iPhone cũng đã dẫn đầu danh sách thiết bị công nghệ bán chạy nhất năm với 211 triệu chiếc rồi. Ngoài ra thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút về những thứ hãng tiếp theo. Và lúc nãy thì mình cũng đã nhắc đến Samsung rồi, đây chính là hãng đứng ngôi Á quân. Còn xếp thứ 3 là mẫu loa thông minh của Amazon với 24 triệu chiếc. Thứ 4 là một đứa con cũng của Apple là Apple Watch với 20 triệu chiếc. Và đứng thứ 5 là tay cầm chơi game Nintendo Switch với 15 triệu chiếc được bán ra. Qua bảng xếp hạng này thì chúng ta có thể thấy là đến cuối năm 2017, Apple vẫn là ông trùm to, bự và giàu có. Nhưng mà đến năm 2018 này thì chưa biết đâu nha. Bởi vì cái vụ làm chậm iPhone khi mà pin bị chai thực sự là một cái cú đòn đam rất là to cho Apple, khiến cho danh tiếng của hãng gặp rất là nhiều tổn thương rồi. Cho nên chuyện thay đổi thứ hạng là một điều rất có thể xảy ra đúng không? Tin tức tiếp theo đó là Xiaomi Redmi Note 5 rò rỉ thông số cấu hình. Trước đây thì chắc là các bạn cũng đã từng nghe một cái thông tin, đó là Xiaomi sẽ không cho ra mắt chiếc Redmi Note 5. Thế nhưng mà gần đây thì thông số cấu hình của chiếc smartphone này đã bị rò rỉ trong khi đang kiểm tra nội bộ. Thông tin đầu tiên đó là Xiaomi Redmi Note 5 dự kiến sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm nay, tức là khoảng sau tháng 6 năm 2018, và nó chạy chip Snapdragon 632. Một thông tin nữa là về màn hình, Xiaomi Redmi Note 5 sẽ sở hữu cái màn hình có kích thước là 5,99 inch, độ phân giải Full HD+. Màn hình này cũng đi theo cái xu hướng hiện nay với tỷ lệ 18:9 và các viền bezel được làm rất là mỏng. Các thông số khác của máy sẽ bao gồm là 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong và cụm camera kép độ phân giải 12 megapixel ở mặt lưng. À, cũng nói thêm một chút về cái con chip Snapdragon 632 được cho là sẽ được tích hợp trong chiếc Xiaomi Redmi Note 5, là con chip này có thể là một cái phiên bản rút gọn của con chip Snapdragon 636. Dù là cái xung nhịp hoạt động của nó đã giảm xuống còn có 1.8 GHz, nhưng mà đây sẽ là một cái SoC tối ưu rất là tốt cho camera kép. Và cuối cùng, mức giá khi mà được lên kệ của chiếc điện thoại này sẽ rơi vào khoảng 1.599 nhân dân tệ, tương đương với khoảng là 5,5 triệu đồng. Và tin tức cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay đó là phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong tất cả các bộ vi xử lý Intel. Được biết là cái lỗ hổng này có thể giúp cho các hacker tấn công sâu vào bên trong hệ thống, đồng thời cũng khiến cho các hệ điều hành như là Linux, Windows hay là macOS phải thiết kế lại với hiệu suất sụt giảm đáng kể. Mặc dù là con số vẫn chưa được tiết lộ chính xác, nhưng mà theo như tính toán sơ bộ thì hiệu suất của nó sẽ sụt giảm khoảng từ 5 đến 30% tùy thuộc vào bộ vi xử lý và các tác vụ hoạt động. Dù vậy thì các hãng vẫn đang rất là cố gắng để mà khắc phục cái lỗ hổng này. Microsoft cho biết là họ sẽ thực hiện những cái thay đổi cần thiết trong kernel của Windows và sẽ ra mắt trong bản cập nhật vào hôm nay luôn. Theo báo cáo của The Register thì không có nhiều cái mô tả về lỗ hổng bảo mật này, nhưng mà nó được gọi là lỗ hổng bảo mật trong thiết kế cơ bản. Có thể hiểu thì đây là lỗ hổng bảo mật đã tồn tại ngay từ khi Intel thiết kế các bộ vi xử lý ở cấp độ thấp nhất, và nó tồn tại trên hầu hết tất cả các bộ vi xử lý hiện đại của Intel trong vòng 10 năm trở lại đây luôn. Và đó là những tin tức chính hôm nay mà Tết Mắt muốn mang đến cho các bạn. Các bạn nghĩ như thế nào về những tin tức này? Để lại comment cùng nhau thảo luận nhé. Và đừng quên là bọn mình còn có một cộng đồng hết sức vui vẻ, nhộn nhịp để cho anh em công nghệ cùng vào đó chém gió nha. Cuối cùng là đừng quên nhấn nút like video và subscribe kênh để ủng hộ bọn mình nhé.